Sáng nay, Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản năm 2023 và khánh thành tòa giảng đường trên núi với sự tham dự của các đại biểu cùng hàng vạn tăng ni Phật tử và nhân dân thập phương. Đại lễ Phật Đản hay còn gọi là Đại lễ Vơ Sát là một trong ba sự kiện lớn trong năm của Đạo Phật, được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hàng năm, là ngày kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra ở thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên. Đây được coi là sự kiện trọng đại nhất đối với các Phật tử trên khắp năm châu. Đại lễ không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an may mắn cho bản thân gia đình, mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật Pháp, hòa mình vào không khí vui tươi nhộn nhịp mừng ngày Đức Thế Tôn sáng trần. Hòa trong không khí hân hoan chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc Phật lịch 2567, Dương lịch 2023, Chùa Ba Vàng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2023 để các Phật tử và những người yêu mến Đạo Phật đến đây bày tỏ lòng biết ơn và niềm hân hoan về sự đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại lễ được tổ chức với nhiều hoạt động như nghi thức Đại lễ Phật Đản, khánh thành tòa giảng đường trên núi, chương trình múa đồng diễn kính mừng Đức Phật đản sinh, diễu xe hoa kính mừng Phật Đản. Trước đó và tối qua tại Chùa Ba Vàng diễn ra đêm văn nghệ chào mừng Phật Đản, thu hút đông đảo tăng ni Phật tử và nhân dân đến tham dự.